phải nâng mức độ cảnh báo trong cộng đồng đối với người dân về dịch bệnh COVID-19. Đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các chuyên gia tập trung phân tích và thảo luận về chùm ca bệnh mới phát hiện tại thành phố Hải Dương. Điều tra dịch tễ của Bộ Y tế cho thấy, chùm ca bệnh này đều xuất phát từ quán ăn tại 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương, diễn biến rất phức tạp, đi lại nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Hiện Bộ Y tế đã lấy mẫu đối với chùm ca bệnh này để giải mã gen, xem có trùng với Đà Nẵng hay không. Hỗ trợ đối với Hải Dương trong vấn đề về khoanh vùng và dập dịch. Và đặc biệt, chúng tôi hiện nay cũng đang triển khai rất là mạnh cái việc lấy mẫu xét nghiệm. Chúng tôi đã liên tiếp dùng Hải Dương để phải lấy mẫu trên diện rộng. Về tình hình dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, Quảng Nam, hiện đang tiếp tục mở rộng xét nghiệm cộng đồng. Trong đó, Quảng Nam đã xét nghiệm được 38.000 mẫu. Qua đánh giá cho thấy khả năng đến cuối tháng 8 có khả năng kiểm soát tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, sẽ tiếp tục xuất hiện các ca bệnh ổ dịch nhỏ lẻ tại các tỉnh, thành phố là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vì vậy, cần phải nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh. Tôi đề nghị tất cả các phương tiện truyền thông, các tổ chức, các đoàn thể xã hội phải kêu gọi, tiếp tục kêu gọi, vận động người dân thực hiện những thói quen chống dịch như chúng ta đã làm. Và tôi đề nghị tất cả các tỉnh yêu cầu người dân thực hiện và xử phạt nếu vi phạm sau khi đã tuyên truyền, vận động và công bố thời điểm chúng ta cần phải lập lại cái thói quen này cao hơn là lập lại cái kỳ cương. Chỉ có bằng cách đấy thì chúng ta mới có thể phòng được dịch bệnh. Về vấn đề vaccine, Bộ Y tế cho biết hiện đã đăng ký mua vaccine COVID-19 tại Nga. Việc sản xuất vaccine tại Việt Nam vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và sản xuất. Bộ Y tế cũng đang chuẩn bị gửi 2 lô vaccine sang Mỹ để thử nghiệm. Tại cuộc họp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cũng đề xuất về việc quản lý, kiểm tra, xác định lại các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam làm việc.